Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh giải trí và đến với chương trình Việt Nam tôi có tiếp tục với chủ đề tỉnh thành có các thị xã, huyện nào. Hôm nay chúng ta đến với Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam. Tỉnh Cao Bằng nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, có vị trí địa lý phía Bắc và Đông Bắc giáp với khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây Trung Quốc với đường biên giới dài 333,125 km, phía Tây giáp tỉnh Hà Giang, phía Tây Nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Nam giáp các tỉnh Bắc Cạn và Lạng Sơn. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Cao Bằng, cách thủ đô Hà Nội 280 km, chiều dài của tỉnh theo chiều Bắc Nam là 80 km. Tỉnh Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm một thành phố và 9 huyện với 161 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 14 thị trấn, 8 phường và 139 xã, bao gồm có huyện Bảo Lạc, huyện Bảo Lâm, huyện Hà Quảng, huyện Nguyên Bình, huyện Hạ Lạng, huyện Hòa An, huyện Thạch An, huyện Quảng Hòa, huyện Trùng Khánh. Thành phố Cao Bằng, chúng ta vừa đi qua các thành phố, huyện, thị xã của Cao Bằng rồi, các bạn ở Cao Bằng đâu rồi? Nếu bạn ở Cao Bằng, các bạn đang ở đâu ở Cao Bằng, huyện nào, xã nào hãy comment cho mình và các bạn cùng biết nhé, biết đâu chúng mình lại quen biết thêm bạn mới nhé. Video đến đây là hết rồi, các bạn thấy hay thì like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.